Rồi, mình xin chào anh em nha. Hôm nay mình về cái cục hàng nhỏ này, cũng tầm mười mấy chục cây, máy đời mới nha. Anh em mà cần con máy nào thì cứ alo cho mình nha. Số điện thoại hàng mình thì vẫn là 0355 356 356, thì mình hay like trực tiếp. Trên phần mô tả, dưới phần mô tả thì có số điện thoại ngân hàng các kiểu của mình ha. Anh em mua máy thì vui làm cọc trước 100.000, bằng hình thức là chuyển khoản hàng, hoặc anh em cọc bằng mã số thẻ cào Viettel đều được nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Để tất cả các máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc tới nơi anh cứ kiểm tra hàng thoải mái, trước khi thanh toán thì còn lại shipper nha anh em. Thì máy thì bao đổi trả cho anh em 1 tháng nếu lỗi với mình. Còn sau đó xài lâu năm rồi, thí dụ nó trục trặc thì alo cho mình báo giá cho anh em sửa chữa ha. Rồi không dây dòng nữa, mình sẽ giới thiệu vào con máy hôm nay nha. Máy thì mình sẽ kèm cường lực và dán cường lực cho anh em á, và kèm bộ sạc đầy đủ hết cho anh em nên anh em yên tâm. Rồi, cùng hàng này mình sẽ giới thiệu có vài con máy gì đó nha. Mới về thì luôn anh em. Đây, có con Note 11 Pro này. Con này full box nha anh em. Redmi Note 11 Pro nha anh em. Con này cấu hình khá là khủng nha. RAM 8 128GB. Đó, máy rất là đẹp. Full box nha. Mình khui ra thử coi. Cục sạc riêng như cáp vẫn còn nguyên nha. Cục sạc 67W này. Sạc riêng 67W này. Cục này anh em mua, nếu mà mua lẻ anh em tầm phải 300-400 ngàn nha. Cục với cáp 300-400 là bình thường nha. Quan trọng là có cục sạc riêng đây. Đó. Đây là Mi Note 11 Pro này. Cam kiếc rất. Con này đánh giá sơ bộ tổng thể thì mình cho tầm 97-98. Máy riêng full. Kính thì 99 luôn anh em. Kính không có trài xước gì hết ha. Đó. Máy nhìn là ưng cái bụng ngay. Mua về con này anh em chơi game, lướt web, xem phim nghe nhạc thì con này bao phê. 128GB RAM 8+3. Tất cả chức năng thì nói chung là bao ngon cho anh em nha. Từ đầu tới đuôi luôn. Con này để anh em giá mềm mại thôi nha. 4.2 triệu. Cần thì alo liền cho mình nha. 4.2 triệu. Một cây duy nhất. Đó, anh em muốn thêm 2 cây mình cũng không có nha. Máy riêng full. Và chức năng thì anh em yên tâm rồi. Đấy, rất là ok. Ok nha anh em, 4.2 triệu nha, cần thì alo cho mình ha. Máy thì bao anh em full chức năng. Tiếp tục cho anh em là một con gì đây. Con này là con Oppo, máy đẹp riêng nguyên 99 luôn anh em. Con này đánh giá là tầm 99%, còn guarantee luôn. Đó. Con này là như là A16K này. A16K này. Đúng rồi, RAM 3, bộ nhớ 32, 3+1, 16K. Máy riêng từ đầu tới chân nha. Máy riêng từ đầu tới chân nha anh em. Ok. Đẹp len keng luôn. Con này để anh em giá 1950. 1950, cần thì alo cho mình ha. Oppo A16K. Mới về thì mình like báo giá luôn cho anh em luôn. Like từng cây báo giá. Con này là con Vivo. Còn cái Vivo gì đấy. Con này như Y15S anh em. Máy đẹp cũng từ đầu tới chân luôn. Tầm 99% luôn. Vivo. Máy khá là đẹp. Hình như Y15S. Con này để anh em giá 1.700.000 nha. Con này 1.700.000 nha anh em. Máy đẹp keng nha, 99% luôn. Tiếp tục một cây nữa. Đây anh em. Cái này là con A03. Máy đẹp tầm 99 luôn. Samsung A03 đẹp 99. 1.700.000 nha anh em. Con này 1.700.000, RAM 3 bộ nhớ 32. 1.700.000. Con này là con Realme có. Realme C3. Realme C3, con này như RAM 2 bộ nhớ 32 thôi. Con này 1.300.000 thôi anh em. Con này 1.300.000 thôi nha. Tiếp tục cho anh em một con nữa.
Con này là Oppo A15. A15. Máy đẹp tầm 98, 97, 98, xuất sắc kính camera với lại lưng sau có nhâm xước. Máy thì khá là đẹp luôn. Con này 1,7 triệu nha anh em. 1,7 triệu nha. Oppo A15. Máy khá là nhiều nha anh em. Tiếp tục là con A8 Sota. Con này thì máy vang bán một thời này. A8 Sota này. Đó, kính đẹp keng sà beng luôn. Lưng sau thì có nhâm xước nha, vài đường. Con này thì thôi nó là đỉnh của đỉnh này. Ngày xưa nó mắc lắm anh em, nó ra tới 9 triệu mấy hay sao. Màn AMOLED. Con này là có một hai icon nó ẩn rất là nhỏ. Con này chứng tỏ xài ít nha anh em. Chứng tỏ xài rất ít nha. Icon mà ẩn nha, vậy mà máy ring. Máy ring đánh giá đẹp tầm 97 nha. Sườn viền này có nhâm xước nhưng mà kính đẹp keng 99 luôn. Và có lưu ánh nhẹ cực kỳ luôn. Vài đốm không đáng kể nha. A8 Star. Con này là bộ nhớ của nó là nhiều. RAM 4, bộ nhớ 64. RAM 4 64. A8 Star để anh em trả 1,9 triệu thôi. Con này 1,9 triệu nha, còn alo cho mình. Một cây duy nhất 1,9 triệu. Một con Redmi. Hình như là con Redmi 11 rồi sao, đẹp keng nha. Con này 98,5. Máy ring full. Note 11 chính xác luôn anh em. Con này RAM thử coi. RAM 6+2. Bộ nhớ 128. Con này thì pin hình như là 5000, không sai rồi. À đây, anh em coi kỹ đi. 98,5 là chắc chắn nha. Redmi Note 11. Con này để anh em 3,2 triệu thôi. Nhanh gọn ha, 3,2 triệu. Máy quá là đẹp luôn anh em. Tiếp theo cho anh em là một con gì đẹp dữ ta. Hình như là con Vivo. Và đánh giá con này thì nó đẹp phải nói là len keng sà beng luôn, 99,9% luôn anh em. Đó, anh em nhìn xem máy này. Màu đa sắc nha. Màu đa sắc rất là đẹp. Kính camera thì anh em biết rồi, quá khủng luôn cái dòng máy này. Màn trước đẹp 99% không có trời. Màn sau đánh giá cũng 99 luôn. Sườn viền keng sà beng như bóc hộp. Con máy này như mới rồi anh em, như mới rồi, không có nói nghi ngờ gì nữa. Một con máy như mới. Vivo V25e. Đây coi coi, và giá thì cực kỳ yêu thương cho anh em. 25e. RAM 8+8 luôn anh em. Khủng hoảng nha. Chip này, chip G99 này. Android 13. Bộ nhớ 128 nhưng mà RAM tới 8+8 anh em. Máy thì phải nói là đời mới, mới ra bao mượt mà. Vivo V25e. Chức năng con này thì anh em phải hiểu rồi, bao ngon cho anh em luôn. Máy như đập hộp, còn cái ốp lưng riêng của nó luôn. Và đã nhanh cho anh em luôn nha. 4,2 triệu. Anh em nào chốt trước thì để trước nha. 4,2 triệu cho một siêu phẩm nha. Cần thì alo cho mình. Siêu phẩm V25e mới về, đang hỏi luôn. Tiếp theo cho anh em một con Vivo đẹp nữa anh em. Con này không sai thì hình như là Y16 này. Đẹp 99% luôn. Đợt này cái anh mối mình đã sưu tầm phải nói là những con máy siêu phẩm nha. Và mình hát hết hàng liên tục. Đợt này đẹp anh hàng anh một cái thùng hàng này khá là lâu rồi. Và sưu tầm mãi mới ra được những dòng hàng siêu phẩm cho anh em. Y16 RAM 4+4 luôn anh em. Chip loại 8 nha, Android 12, bộ nhớ 128GB. Bộ nhớ 128. Và máy này bộ nhớ cũng khá là ok rồi. RAM 4+4. Đó, wifi mạnh nha. Tất cả chức năng ok. Âm thanh rồi. Nghe tiếng cũng rất là đanh. Chắc ok. Vivo Y16 RAM 4 128GB. RAM 4+4. Chính xác là Y16 anh em. Và máy đẹp 99,9% luôn nè. 2,7 triệu nha. Con này 2,7 triệu. Tiếp theo cho anh em là hôm nay lại xuất hiện một con M51 nữa. M51 con này thì lưng sau hơi xước. Máy riêng bao. Bao riêng cho anh em. Màn thì dán kính cường lực. Mặt đẹp tập 99. Lưng sườn viền thì mình đánh giá là có xước sát cho sẹp lưng này. Với lại xài lâu rồi, con này thì chấp nhận hơi xước rồi. Mình coi cái màn coi nó có lưu ảnh nhiều nhiều hay ít nha. Mấy dòng này thì chấp nhận thôi.
màn AMOLED có lưu ảnh anh em, có lưu ảnh nha, lưu ảnh dùng trên này, nhìn kỹ ra là có lưu ảnh dùng trên. Và cái đoạn đây nhìn nhẹ, dưới đây thì đẹp nha, có sơ sơ, anh em có nhìn cái thấy không đó anh em. Mình sẽ quay rõ ràng cho anh em nhé, tránh trường hợp là gửi tới anh em không ưng nha. Đó, có nói nha, lưu ảnh. Nhưng mà máy dòng này anh em đừng có xài màn trắng nữa, anh em xài màn đen nha mình. Đẹp, full luôn, đó. Xài này thì quá là mượt mà, màn riêng đó thì anh em biết rồi, xài bao ngon. Con này không có lỗi gì hết nha. Máy riêng full, không lỗi nhỏ nha. Ám nhẹ. M51, có sao nói vậy, chuẩn chỉnh, anh em cần lấy pin 7000, con này đặc biệt pin trâu. 3.3 triệu, nhanh gọn nha, 3.3 triệu, giá cực mềm cho anh em luôn, sưu tầm. Anh em gọi luôn sớm thì còn nha, số điện thoại đặt hàng 0355 356 356, 3.3 triệu nha, lâu lâu có ăn cây. M51 thì siêu hiếm rồi, anh em biết độ hiếm của nó, kiếm không ra đâu anh em. Tiếp tục cho anh em là một con Samsung cực phẩm nha, kính camera có nước nhẹ ngay đây. Đó. Con này là hình như là Samsung M52 nè, không sai thì M52, mình coi coi. Kính màn thì đẹp keng, không hề có vết xước, sườn đẹp len keng, chỉ có mỗi kính camera nước ở đây thôi mà không ảnh hưởng gì hết nha. Kính cam này trong đây thì không có ảnh hưởng gì hết, đẹp cực luôn. Rồi, có sao nói vậy, quay rõ cho anh em rồi, không có gì lăn tăn nữa, mình cũng không ấy nấy ha. M52 5G, con này cũng hàng hiếm nè anh em, rất khó kiếm nha, rất khó kiếm em này nha. Không phải dễ có con M52 đâu, anh em cứ sưu tầm tất cả các kênh đi, thử coi có hay không nha. M52, coi thử coi cấu hình như thế nào. RAM 8 128GB, RAM 8 128, hình như con này pin cũng 5000 anh em. Màn hình rộng nha, màn hình 6.7 rất là rộng. Con này để anh em 4.2 triệu, anh em là cần thì alo, một con duy nhất 4.2 triệu. Ok nha, M52 4.2 triệu. Tiếp theo cho anh em, vẫn còn được vài cây nữa anh em, được màn gì khá là nhiều. Tiếp tục là một con Samsung A23, có cái ốp lưng đây anh em cần thì mình cho luôn đó, đúng cái màu hồng, cái màu cam luôn này, đúng cái màu cam nó này. Máy đẹp 99 nha, 98 thì sao chắc em 99, nhiều khi anh em lại bét bỉ. Kính thì không vết xước rồi, kính thì mình cho 100% luôn, nhỏ nhanh nữa anh em. Mật khẩu gì đó ta, tí nữa hỏi anh shipper. Mật khẩu không biết rồi anh em ơi, mật khẩu chưa biết rồi. Máy thì bao full, chức năng ok, đẹp len keng sạc beng, 99%, 98.599. Còn là A23 128 với anh em dòng này nha, đến em 3.1 triệu thôi nha, nhanh gọn nha, một cây duy nhất 3.1 triệu, cần thì alo cho mình liền nha, 3.1 triệu, đẹp len keng sạc beng. Tiếp tục là một con Oppo Reno 7 đẹp, con này cũng đánh giá là tầm 98.5 trở lên, màn len keng sạc beng không xước, sưu tầm máy rất là hay, những con máy đó là đỉnh của đỉnh luôn. Wi-Fi thì bao mạnh mẽ rồi. Giới thiệu thiết bị Reno 7 RAM đó 128 này, chip Snap 680 đời mới này, pin 4.5, RAM 8+8 luôn anh em. Rất là khủng nha, con này rất là khủng nha. Reno 7 màu cam, cái lưng cam nhám, xài không bao giờ xước luôn. Để anh em giá 3950. Reno 7 3950, một cây duy nhất. Ồ, còn khá nhiều. Tiếp tục cho anh em là một con Realme 9i. Một con Realme 9i, lưng sau thì có nhâm xước theo 5 tháng, kính camera cực đẹp, màn len keng 99% luôn. Lưng sau thì có xuất sắc như clip này. Đó. Con Realme 9i. Để chờ lên coi cấu hình thử anh em. Lên rồi anh em. Một con Realme 9i, màn đẹp keng luôn, hình như con này dạng như cũng mang phản quang thôi, con này mà phản quang. Còn cấu hình của này hình như là mình thấy cũng khá là ngon này. Mình kiểm tra coi. 128GB nha anh em. Chip Snap 680 nha, khá mạnh nha anh em. Con này chơi game mượt bao luôn cho anh em nha, Snap đời mới nha. Anh em lưu ý, mấy cái chip mà Snap 680, 695, 695, 698 đồ là rất là ngon. 6+5 RAM này, rất là mạnh nha, Realme 9i. Con này thì cho bao mượt mà rồi. Bao mượt mà chỉ có cái lưng hơi xích trước nhâm này. Lưng này thì thay rất là đơn giản, lột thay cái nắp mới thôi là đẹp như bóc hộp thôi. Đó. Anh em không lấy thì được sao, mình cũng phải thay lưng để bán nhà dễ, bán tại nhà luôn em, không cần online luôn nha.
con này nè, Realme 9i đến em 2950 thôi, 2950 đó, giá anh em thấy êm chưa đó. RAM 628 Realme 9i 2950 chưa được 3 triệu bạc. Anh em sở hữu một con máy chip Snap 680, mua máy mới con này, nếu mà em chưa sở hữu cái chip này không bao giờ dưới cái mức giá là tầm 6 triệu rưỡi tới 7 triệu con máy này. Chip 680 rất là ok. Tiếp tục cho anh em làm một con Oppo có nha. Con này là Oppo có rồi, hình như A16, nhưng mà con này là nhâm trước cái lưng sau. Lưng này thay cũng đơn giản thôi, chả cái gì. Được cái kính thì len keng rồi, kính 9998 rồi. A16K đầu clip mình có ăn coi. Tiếp tục một cây nữa. Con này được coi chính xác không? Chính xác A16K RAM 3 32, full chức năng, đẹp. 1850 thôi. Con này để anh em xước xước cái lưng sau tới đây 1850 cho nhanh. Còn alo cho mình nha. Rồi, clip này cũng xin tạm dừng ở đây, clip khui máy. Và cảm ơn theo là báo giá luôn cho anh em rồi. Anh em cần cái nào thì alo cho mình. Đặt hàng nha. 0355 356 356 anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha. Hẹn anh em clip ngày mai.